Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay triển lãm thì có cái cuộc tình cờ giữa hai cao thủ của đoàn kịch cảnh Việt Nam, chú Tùng Bắc Linh thì anh em rất quen rồi, và ông Vũ Mạnh Hà là người con của Dương Sơn. Hôm nay hai sếp đã gặp nhau tại triển lãm này. Đấy, chào hai sếp nhé, chụp bức ảnh kỷ niệm đấy. Bắt tay nhưng mà chưa phải bắt tay giao lưu đâu, mà bắt tay hữu nghị. Đó, ok. Đi thăm quan hai sếp thì với có nhiều cái hay được. Cái tác phẩm bên này đẹp đẹp, ông xem thế nào chứ? Chú Tùng ơi. Đây nha anh em nha, một tác phẩm xanh con này ba vai chú Tùng nhỉ? Con này chú đánh giá sao về độ già nhỉ? Đây có gặp hai sếp rồi, cứ đi tham khảo các sếp thôi. Già thì nó chưa phải là già, dạng bánh trẻ thôi. Và được cái là nó cũng sụp. Không, và cây rất là khó. Đúng rồi. Có tuổi rồi. Không phải. Đúng rồi. Thế cây này cũng rất là khó làm. Phải. Và cái này thứ hai là rời nó quá. Khó làm. Chú Tùng, chú đã vào Thanh Hóa, chú đang ủ mưu mua mấy cây. Nhưng mà chú bonsai sẽ bật mí với anh em là sẽ có cái lỗ ở cái này. Chú Tùng, chú đi đâu chú đây? Đây này. Cốp đây này. Lỗ không lỗ. Nó không phải là nhẹ đâu. Đây này, ôi trời. Đây anh em nhá. Chú Tùng, chú đi đâu rồi? Chú thủ đồ luôn. Để cái xe luôn. Hiện tại nào có hai bảo vệ nhưng mà chú không cho bảo vệ đi cùng. Đấy. Anh chơi chủ vườn ơi. Cái cho hỏi tí, tác phẩm này nhiều tiền đúng không ạ? Tác phẩm đấy nhá. Úi giời. Mà 130 triệu nhá anh em nhá, một trong những con ba vai đều đúng không chú Tùng? Thì dáng thế nó cũng đẹp rồi. Thì anh em nào mà đam mê thì cứ tham khảo xem. Có cái tay này nó bị điệu. Đấy. Cái tay này của nó hơi đẹp đấy. Hai sếp đang ủ mưu nghiên cứu thì chúng một xài cứ đứng đây để chia vào xem là có cái khu lỗ nào không. Mấy giờ khai mạc của chú? Giờ đi. Giờ đi à? Đúng đi. Có cái phiếu không ạ? Vâng vâng. Giờ cắt ngắn đi chỗ này đưa, cắt ngắn đi thì lại cọc quá. Cậu đâu rồi? Vào sau mai đi. Đấy, nhìn vắt thấy luôn đây này. Vào luôn đi nhá. Vâng vâng vâng. Vào luôn đi. Để chia sang một số tác phẩm ở bên cạnh anh em nhá. Thì cũng là những cái phôi rất là khủng mà. Những tác phẩm mà nói chung là phải có những cái bàn tay của những nghệ nhân mà người ta có tiếng tăm như thế này thì với chắc là với chung bonsai thì chỉ mua về để nuôi tiếp thôi. Đút nót cái gì đây? Đây là chú Tùng, chú yêu ái cho chung bonsai nhé anh em nhá. Đó, rất là khí thế. Có nhiều cái bắt tay đấy. Làm sao vậy? Đây này, chú Tùng Bắc Linh đây. Một trong những người rất quen thuộc rồi đấy. Vĩnh Lộc, anh em Vĩnh Lộc đây đúng không? À, rồi. Cảm ơn các sếp nhá. Đó. Ta đi tiếp vào bên trong là chiêm ngưỡng. Theo chân như một số người đẹp. Chơi đã chơi rồi, cứ
nó cũng chất lượng nhiều, nó cũng lượng giá. Có cái ghế của Sơn kìa, Sơn bóc cái ghế nha. Vâng. Đổ cái nồi. Con khế này có cần điểm gì còn phải để tham khảo không chú Tùng? Cái này cái cốt nó quá được rồi. Nhưng mà bông tay nó làm nó chảy quá. Cây dối, cây sơn, cây khế của nó đẹp, nắng ngủ nè. Quay sang một số người đẹp đang chứng ngưỡng đây. Cái trông nhìn thân nó như là hổ cái nơi nhỉ. Con này nu chưa? Trong này giống nu. Đây chủ nhân đây này. Chủ nhân làm cao hết đi. Chủ nhân là cao thủ rồi. Không. Bán cao thủ chứ mua lẻ. À bán cao thủ cái gì? À đây. Mua lẻ cũng bán. Chủ nhân như thế này thì 3 cây mai 5 tỷ đúng không nha? Đấy. Hà Trung. Vâng. Đây 3 cây mai 5 tỷ đây này. Đấy. Wow, nói chung nhá. Vâng, rồi. Tùng ơi, cây bên này sao chú Tùng ơi? Cây bên này sao nhỉ? Nó đẹp thôi, thì có đẹp tiền thôi. Đẹp tiền nó không đẹp tiền thôi, còn không gì để mà chê nữa. Với chú Tùng thì một trong những người rất nổi tiếng rồi, chú yêu tiền rẻ và đẹp. Qua nè. Cồn này, cồn này chứ. Nói là trên 5 tỷ 3 cây này không biết là có đúng hay không nhá anh em nhá. Thì còn chờ anh em đến tận nơi. 300 triệu này. 5 tỷ 3 cây mà. Đúng 3 cây đó. Sao làm cái này cắt được. Hoa cây đâu đọc không? Chuẩn không? Đây. Đây này xin cắt đi thế nào. Đẹp hơn cả này, đúng không? Hai cây một kiểu này. Cái khác này. Cứ theo các nghệ nhân thì các nghệ nhân cũng đang bản tính rất nhiều chi tiết. Nó hơi nhỏ, vì đang là ẩu mưu nên nó hơi nhỏ anh em ạ. Chú Tùng có thể nói to tí cho anh em người ta tham khảo tí nhỉ? Bí mật quá. Chuyên gia đây rồi, tham khảo ấy. Một số anh em người ta còn phải anh chờ. Đúng không? Tôi bị lọc đây. Một cây này. Nơi mà tinh hoa hội nhập nhá, rất nhiều tác phẩm mà đẹp mà được mang về đây. Thì với một người như chú Tùng là một trong những vua bonsai Bắc Linh thì chú rất là khoái những tác phẩm như này. Đây chú kiểu này nữa này. Huy ơi. Đây là cái cổng này có 3 cái mai để làm đây rồi. Chú lại không thấy ạ. Cổng kính có người ta đây 2 mét. Chú Tùng đang tạo dáng rồi. Cái trái. Nói đến cây tiền tỷ là tạo dáng ngay. Cây đẹp này không chụp với cây đẹp. Đúng rồi. Ý, đúng không? Đẹp. Ok chưa? Ok này. Đưa nó đứng đây chụp nó kiểu nhá, cầm vào máy nhá. Cầm vào. Đây rồi. Cứ ấn vào đây, ấn vào đây. Cứ nháy tụi vào đây. Đứng gần bên này, thiệt lắm vì to cao rồi. Rồi. Đây anh em nhá. Nào nhá, 1, 2, 3 nào chụp vào. Cứ ấn nhiều vào. Từ 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 chúng mày từ từ đứng lại đi để lấy đỡ che tay cái tán tùng đi. Ok rồi. Ấn thì ấn đâu cả máy chứ. Ấn đâu cả máy thế mới thích chứ. Đến nha. À Huy. Huy lại thưởng cho mình một cái đẹp quá. Tôi chuyển ảnh nhá. Vâng. Ok, ba kiểu rồi. Chuyển Zalo là xong. Đẹp quá.
Trung Quốc Trai cũng xin dừng video đây để chuyển sang một video tiếp theo. Anh em chờ đón xem nhé. Còn rất nhiều tác phẩm quý, đặc biệt là một số tác phẩm mà các anh đang tạo dựng kia. Anh em vào xem đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.